tình lỡ chờ em trong xót xa. Thao thức vì em xóm đêm lạnh lùng, đêm đông thành phố mưa bay. Khuya nay em đã đi rồi, chùm nhìn nhau tình đời ngang trái. Mất đắng tình yêu trong biển sâu, giáp pháo nhà ai em về với người. Sáng ngang một chuyến xe hoa, cô đơn ta nhớ nhau hoài. Buồn ăn năn ai có ngày xưa, giọt lệ dầu trách ai vô tình. Chuyện đêm mưa, kỷ niệm nào buồn không em? Dấu tình sâu nào phôi pha? Đêm tâm sự sao tôi vẫn nhớ? Quá cơn mê, yêu người là như thế đó. Tu sầu tôi vẫn cô đơn, dần nào phố đêm mưa. Bơ vơ giá từ nghẹn ngào không em, tôi vẫn chờ người tôi yêu, duyên kiếp mình cay đắng bờ môi. Vâng, sau một quãng thời gian di chuyển thì anh em kỹ thuật chi ca hiện đang có mặt ở phố Kim Thiều, Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc Ninh để vào thi công lắp đặt cho anh Thanh với combo loa full IC12, con loa đang hot nhất hiện tại bây giờ đấy ạ. Vâng, và anh ấy đang đi trước để dẫn đường đấy ạ. Vâng ạ, đây là không gian bên ngoài của nhà chú Thanh ở Từ Sơn, Bắc Ninh, một không gian ngôi nhà rất là đẹp. Đấy, này trời bắt đầu đang mưa rồi ạ. Xe của anh em kỹ thuật Giga chúng em đã lùi vào tận sân. Review một chút về không gian ngôi nhà của chú Thanh cũng như bộ dàn của hôm nay của anh em Giga chúng em đến bàn giao lắp đặt tại nhà. Đấy, không gian nhà rất là đẹp. Một ngôi nhà mới xây rất là khang trang. Và đây là những cái thiết bị cũ của nhà chú Thanh. Bộ dàn của chú Thanh đã được anh em Zika chúng em set up xong. Cái mic này ở kia có phải vào đây không? Có phải vào đây này. Bộ nào đi bộ đấy đi. Bộ nào đi bộ đấy. Cái gì nó lắp không chung là mình muốn là hay ai. Không gian nhà rất là đẹp để trưng bày một bộ IC12. Và đây là chú Thanh. Chú Thanh, chủ sở hữu của bộ dàn mới ngày hôm nay. Chú Thanh chia sẻ cho anh em Zika chúng cháu là chú biết đến Zika khoảng bao lâu rồi? Chú mới biết được tháng năm rồi. Được tháng, đấy, cũng là xem qua live. Chốt một bộ IC12 và hôm nay anh em kỹ thuật đã lên tận nhà để bàn giao là set up. Cái phòng nhà chú nó rơi vào khoảng độ 60m² đấy chú nhỉ? 70m. Tương đối là rộng, bộ dàn IC12 này đáp ứng rất là tốt cái không gian như vậy. Gần 70m² đấy, các bác có thể thấy. Với bộ dàn IC12 thì không gian 70m² chơi rất là tốt, đáp ứng đủ nhu cầu nghe nhạc và hát karaoke. Đấy, và đây là những cái thiết bị cũ của chú Thanh đây. Anh em Chica chúng em đã thay thế toàn bộ cái bộ dàn cũ của chú Thanh. Đấy, bằng một cấu hình loa mới hoàn toàn, đầy đủ những cái thiết bị. Và đây là bên trong không gian nhà chú Thanh, rất là đẹp. Chào chú nhá. Đây là chú đang có bộ dàn đây rồi, nhưng mà hát nó không đảm bảo nên là chú đã quyết định gọi Zika để thay cho mình một bộ mới đấy ạ. Trong đêm trường tôi chờ.
chưa vơi niềm yêu thương. Gõ cửa trái tim vang lên được vào, dù tình xót